rất là tuyệt vời và đặc sắc. Thưa quý vị, chúng ta một lần nữa hãy dành tặng cái tiết mục vừa rồi một tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả quý vị, hãy cùng vang lên. Cảm ơn tiết mục Múa Sắc Xuân của phụ nữ xóm Đầu Làng thôn Trung Hậu. Và các quý vị thân mến, tiếp nối chương trình sau đây thì trân trọng cũng mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng giới thiệu toàn thể quý vị, chúng ta sẽ đón chào một phần biểu diễn tham gia giao lưu của